Kính chào quý thính giả thân mến, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao được coi là xu hướng tất yếu giúp sản xuất nông nghiệp phát triển vượt bậc. Qua đó, làm thay đổi bức tranh nông nghiệp của tỉnh. Đề án vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Tây Ninh đã quy hoạch các vùng và đề ra giải pháp thực hiện như chúng tôi đã giới thiệu trong chương trình kỳ trước, với mong muốn nâng tầm giá trị nông sản, đưa sản phẩm nông nghiệp của tỉnh ra thị trường thế giới nông dân Tây Ninh đã chủ động đón đầu và áp dụng công nghệ cao vào sản xuất. Đề án vùng sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao sẽ là cơ sở để đẩy mạnh mô hình phát triển mạnh mẽ, tập trung, nông dân được hỗ trợ nhiều hơn. Tiếp tục chuyên đề đã phát sóng kỳ trước, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cú hích tăng trưởng. Hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi câu chuyện của nông dân và doanh nghiệp khi họ mạnh dạng thay đổi cách nghĩ tiếp cận với mô hình mới. Khi nông dân dám thay đổi, Trước khi có đề án dùng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Tây Ninh, 5 năm qua, Tây Ninh thực hiện quyết liệt mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chuỗi giá trị, gắn sản xuất chế biến với xuất khẩu, chú trọng triển khai các chính sách hỗ trợ nông nghiệp và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, tăng cường liên kết sản xuất, phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, quy mô lớn và an toàn sinh học phát huy năng lực sản xuất chế biến tiêu thụ nông sản, làm nông nghiệp trong xu thế khoa học kỹ thuật phát triển mạnh, người nông dân Tây Ninh cũng đã có nhìn nhận khác hơn trong quá trình sản xuất. Nếu như trước đây, nông dân Tây Ninh chỉ nghĩ đến việc trồng cái gì mà thị trường đang có giá, thì vài năm trở lại đây, nông dân Tây Ninh đã có cách tư duy mới hơn về sản xuất. Ông Phan Văn Thà, một nông dân sản xuất giỏi thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên cho rằng, lâu nay sản xuất theo mô hình truyền thống, khi kinh tế chuyển sang thời kỳ hội nhập thì phải thay đổi để phục vụ cho người tiêu dùng tốt hơn, Ông Phan Văn Thà, nông dân sản xuất giỏi ở huyện Tân Biên cho biết. Do đó mà nông dân bây giờ, anh phải thay đổi cái tư duy, anh phải thay đổi cái suy nghĩ, anh phải làm cái mà thị trường cần, không phải anh làm cái mà bản thân anh có, mà thật ra làm cái mà thị trường cần, mà cái đó mình lại chưa biết, mình lại chưa hiểu, mà mình phải may mò. Chính sách chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp của tỉnh cộng với các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp là động lực để nhiều nông dân mạnh dạng chuyển đổi cây trồng ông Nguyễn Văn Sáu ở xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, người đã biến đất hoang cằn cỗi thành đồng khóm xanh mát, kể về buổi đầu đi tìm mô hình mới. Lúc đầu thì có cái chủ trương của tỉnh ủy ủy ban chuyển cơ đấu cơ cấu cây trồng cho tìm cái cây trồng có hiệu quả thì tôi mới đi học hỏi cùng với sở nông nghiệp ở miền tây cây thốm thì thấy cái cây thốm miền tây nó thích hợp với cái đất phèn mà đất phèn đó thì nó cũng thích hợp với cái đất cái dùng đất của tôi. Thành thử là tôi mới mạnh dạng về tôi đầu tư tôi trồng. Có hơn 180 ha trồng cao su và mía, ông Phan Văn Thà ở huyện Tân Biên chuyển hẳn 60 ha sang trồng mít thái, 20 ha trồng bưởi da xanh, áp dụng công nghệ vào từng khâu để cải thiện năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông Phan Văn Thà nói. Mình đi muốn đi xa, muốn đi sâu vào thị trường để cái sản phẩm mình nó có giá trị thì mình phải cải tạo vườn, mình phải có khoa học kỹ thuật áp dụng vào để thực hiện cho nó tốt. Do đó mà cũng nhờ ngành nông nghiệp của tỉnh, của huyện thì cho đến bây giờ vườn của tôi là đang thực hiện cái chi xuất nguồn gốc. Đó. Mà cái chi xuất nguồn gốc này đó, thật ra là nếu như mình làm được, nông dân Việt Nam làm được thì cái sản phẩm của mình đem ra thị trường không, không ái ngại. Bà Chở Thị Nuôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Xoài Tứ Quý ở xã Tịnh Bắc, huyện Tân Biên, luôn có một khát vọng đưa nông sản Tây Ninh mà cụ thể là trái xoài tứ quý ra nhiều thị trường trong và ngoài nước. Bà Bộc Bạch Hướng tới đây là tôi cũng muốn để đưa đi ra những cái cái thị trường về nước ngoài. Hiện giờ thì mình bán trong nước, không? mình chưa được ra nước ngoài, nhưng mà mình cố gắng mình để làm, để đảm bảo được cái chất lượng của nó. Rồi người tiêu dùng người ta thích, rồi mình mới đưa ra nước ngoài, Để cho cái giá trị của cái hàng mà mình có thương hiệu, hàng việt gáp và hàng tuy xuất nguồn gấp để nó phân biệt với cái hàng mà không có thương hiệu á. Tiến sĩ Huỳnh Giang Trọng, chuyên gia kinh tế có cái nhìn khách quan về cơ hội xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp Tây Ninh như sau tôi nghĩ điều này rất là quan trọng đối với các cái thị trường lớn như Mỹ hay Canada hay là Châu Âu. À, trước tiên thì tôi đánh giá một doanh nghiệp à, thông qua không phải là doanh nghiệp có số lượng nhân công lớn hay nhà máy to mà tôi đánh giá một cái doanh nghiệp nó phải đáp ứng được những tiêu chuẩn à, khắc khe về an toàn thực phẩm, về môi trường, về tiêu chuẩn về hàng hóa để xuất khẩu vô cái nước à, lớn đó. À, tuy nhiên là đối với Tân Ninh, thì những doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn có nhiều cái cơ hội để xâm nhập vào thị trường lớn này. Vấn đề của, thế nên là chúng ta phải cần tìm hiểu nhiều thông tin hơn nữa, nhiều thị trường xuất khẩu hơn nữa để mà xây dựng tiêu chuẩn cho nó đúng. Để thực hiện được khát vọng xuất khẩu nông sản đi các thị trường lớn, nâng tầm giá trị sản phẩm, doanh nghiệp và nông dân Tây Ninh đã dần thay đổi cách nghĩ, cách làm trên chính cánh đồng của mình. Đó là quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, cơ giới hóa trong sản xuất ngày càng đồng bộ, tập trung trên các loại cây như mía, mì, cây ăn trái cũng có xu hướng được áp dụng cơ giới. Hiện hệ thống tưới bán tự động và tự động được trang bị cho khoảng 55 ha trong nhà màng nhà lưới. Nông dân đã sử dụng công nghệ thiết bị điều khiển thông minh, được hiển thị trên điện thoại thông minh để điều chỉnh lượng nước tưới, độ ẩm, nhiệt độ thích hợp cho cây trồng phát triển tốt. Đồng thời kết hợp hệ thống tưới tự động kết hợp với việc bón phân và phun thuốc bảo vệ thực vật phòng trị sâu bệnh gây hại. Có gần 33.000 ha được sử dụng công nghệ tưới phun, tưới nhỏ giọt có 194 tổ chức cá nhân ứng dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử trên 32.500 ha, hỗ trợ chứng nhận việc gáp cho 48 cơ sở sản xuất, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất thức ăn xanh, phối hợp thức ăn theo phần mềm, cơ giấy hóa, tự động hóa trong các khâu. Thực tế cho thấy, Doanh nghiệp và nông dân luôn tìm được những mô hình sản xuất mới trong bối cảnh khoa học kỹ thuật phát triển nhanh, làm nông nghiệp hôm nay không chỉ đơn thuần là nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống mà còn phải nhờ vào sự hỗ trợ của khoa học công nghệ, vừa giảm chi phí nhân công, vừa tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, sản phẩm đạt được những yêu cầu cao từ các thị trường xuất khẩu. Nhà nước đã ban hành và đưa vào cuộc sống nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Có thể nhắc đến đó là chính sách hỗ trợ lãi suất dài phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ. Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Chính sách hỗ trợ áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản. Có động lực, những doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực nông nghiệp không ngừng tìm kiếm mô hình mới bà Lê Thị Mai Huyền, giám đốc công ty Đức Thành, nói về ước muốn của mình cho mặt hàng nông sản là lúa gạo như sau. Cái đầu ra của ngành nông nghiệp đó, rất là khó khăn. À, thì công ty tôi mở thêm một cái ngành là ngành à, thực phẩm, à, là sản xuất cái sản xuất những cái loại mà thực phẩm sạch an toàn, ví dụ như dưa lưới và xây thêm một cái nhà máy sấy à, lúa và xay lúa với một cái tầm là xuất khẩu được những sản phẩm ra đầu ra của nó sẽ xuất khẩu được thì một phần là mong muốn hỗ trợ người dân tây ninh uh, có được một cái uh, một cái uh, nơi mà để sản xuất được lúa được tiêu chuẩn xuất khẩu và hỗ trợ những cái nông dân tây ninh chăm chỉ uh, mong muốn phát triển những sản phẩm công nghệ cao để phát triển ra thế giới uh, điều đó là điều chúng tôi mơ ước rất là lâu nhưng bây giờ từng bước thực hiện Công ty Đức Thành đã xây dựng đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất gạo lúa vàng Việt, công suất 44.000 tấn trên một năm, lớn nhất tỉnh Tây Ninh. Liên kết cùng nông dân quản lý, canh tác 5.000 hecta cánh đồng mẫu lớn, kỹ thuật canh tác theo quy chuẩn Việt Gáp. Phương châm hoạt động của nhà máy là hợp tác trực tiếp cùng nhà nông, giới thiệu đến họ các phương thức canh tác an toàn, bền vững và tạo nên chuỗi liên kết bao tiêu khép kín, đảm bảo chất lượng lúa gạo đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và đạt chứng chỉ HACCP cùng kỹ thuật chế biến chuẩn xuất khẩu ông Đào Thật Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lúa văn Việt nói thì công ty sẽ thực hiện cái chính sách là đầu tư cùng với nông dân hỗ trợ kỹ thuật để mà tạo ra những cái sản phẩm gạo an toàn à, theo tiêu chuẩn Việt gáp xuất khẩu ra thị trường thế giới à, được sự ủng hộ từ à, chính quyền địa phương được sự ủng hộ của các hợp tác xã và tổ liên kết công ty hy vọng rằng à, mỗi năm à, công ty sẽ à, bao tiêu được nhiều à, sản lượng lúa ở tại địa phương để mà à, xuất khẩu à, kinh doanh ở thị trường nội địa nhiều hơn để mà cộng, tạo tạo sự kết nối chặt chẽ giữa nhà, nhà nông dân và nhà máy và thị trường trong số 17 dùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo đề án của tỉnh, thì dùng số 15 ở xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, định hướng sản xuất xây dựng dùng chuyên sản xuất lúa chất lượng cao ứng dụng công nghệ cao, diện tích 200 hecta. Toàn bộ diện tích này đang trồng lúa, liên kết với công ty cổ phần sản xuất thương mại lúa dàn diệt, sản xuất lúa chất lượng cao trên diện tích 90 hecta. Bộ chống lúa chủ lực nông dân sử dụng trồng chủ, chủ yếu là giống xác nhận, chất lượng tốt, được thị trường xác nhận, năng suất trung bình đạt 62 tạ 1 hecta. Dùng lúa này đã cơ chế hóa 100% khâu làm đất và thu hoạch. Đặc trưng của nền nông nghiệp công nghệ cao là vốn đầu tư lớn, ứng dụng những công nghệ khoa học mới nhất, xây dựng các xí nghiệp nông nghiệp kiểu mới, quy trình trồng trọt chăn nuôi được kiểm soát chặt chẽ, tối ưu hóa nguồn nhân lực, giảm rủi ro thiên tai, phát triển các nguồn năng lượng mới, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật thiên nhiên. Vì vậy, trong quá trình triển khai mô hình, chỉ nông dân thôi chưa đủ, sự hỗ trợ của nhà nước bằng các chính sách, sự liên kết của doanh nghiệp với nông dân qua phương thức đầu tư là cần thiết. Các dùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là tiền đề để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến, bảo quản, hình thành các liên kết theo chuỗi thu mua rau, trái cây an toàn từ các hộ trang trại sản xuất là dễ tin trên phạm vi toàn tỉnh. Chế biến, tiêu thụ, giải quyết vấn đề nghịch lý lâu nay, đó là được mùa mất giá, hay ngược lại. Kết quả của sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao góp phần tăng đáng kể thu nhập cho người sản xuất và doanh nghiệp đến đầu tư tại dùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Là một tỉnh có diện tích đất nông nghiệp khá lớn, việc tìm kiếm giải pháp để nâng cao giá trị cho các sản phẩm luôn là điều mà người nông dân Tây Ninh mong muốn. Hàng nông sản làm ra đã đến lúc không chỉ dừng lại ở chợ, trên các kệ của cửa hàng, siêu thị trong nước, mà phải đến được tay người tiêu dùng ở nước ngoài. Với việc dành nhiều tâm huyết để sản xuất được sản phẩm có chất lượng cao, mơ ước của nông dân Tây Ninh đã rất gần với hiện thực. Điều quan trọng hơn hết là doanh nghiệp, nông dân dám nghĩ, dám làm và dám thay đổi. Quý vị thính giả thân mến, chương trình phát thanh những vấn đề hôm nay đến đây là hết. Quý thính giả có thể nghe lại các chương trình những vấn đề hôm nay đã phát sóng và các chương trình khác của đài chúng tôi trên các hạ tần số YouTube fanpage website chính thức của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Kính chào tạm biệt.